Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên tiếp tục lên một số đồ linh ta linh tinh và một số Shippo qua sử dụng có, chưa sử dụng có luôn ha nè. Thì cái giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai có cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí có anh em 1 triệu. Ba là anh em có ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship và em cũng chỉ nhận chốt bên Zalo anh em. Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em. Anh em xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký, và nhớ bật vào cái chuông thông báo bên cạnh chưa đăng ký để mỗi khi em có lên video thì có thông báo gửi tới anh em vào xem video tham khảo cho vui. Em cũng xin tất cả anh em xem kênh cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ để em có thể kết nối được với nhiều anh em đam mê khác ha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Rồi, em cũng sẽ giới thiệu tới anh em luôn để không làm mất thời gian của anh em. Đầu tiên em bán cho anh em ba cái bật lửa. Cái này thì nói chung là em bán là em lấy tiền vận chuyển với tiền phụ thu thôi, tiền cân nặng với tiền phụ thu về thôi. Tại vì mua lô quá nè, thì nó có nằm trong những cái lô Shippo nó xa cạ bật lửa rồi tùm lum hết á. Nên này về thì nó cũng cân nặng và nó có phụ thu. Ở chành ở cái công ty vận chuyển á, thì họ không có nhận định là Shippo hay là những cái bật lửa như vậy, chỉ thấy nó phơm giống như Shippo, sử dụng ga đá như Shippo này nọ là phụ thu hết, ủa xăng đá như Shippo là phụ thu hết, mà ga đá này nọ nó cũng phụ thu luôn, nó phụ thu một cái gì một đồng á, là chưa tính cân nặng nha anh em, một cái một đồng rồi cân nặng nữa. Nên nó tại vì em mua là nó thường có, là tại vì nó dính vào trong cái lô Shippo thì bắt buộc mình có, trong đó mình mua một hai con này về thì nó có, thì giờ em lên em bán, em lấy tiền linh kiện lại thôi. Đây đầu tiên là một con Trung Quốc, anh em có thể lấy cái này để anh em lấy linh kiện đồ nè, bánh xe lưỡi gà đồ nè, tim đồ này nọ đồ đó, anh em có thể hoặc là về cho tặng hay là làm cái gì đó làm bán hơn. Quay sơ cho anh em đó, em xem anh em biết là anh em mua cái gì. Rồi, một con bật lửa sử dụng xăng đá như Shippo China. Đây con này nó cũng giống như cái con kia, cái phơm nó cũng giống giống vậy ha anh em. Đây tổng thể nó cũng không có giống mớp gì luôn. Một bánh bén á. Vậy là anh em có thể để làm linh kiện, cái linh kiện thay thế hoặc là cho tặng gì đó. À, cái con này cái ruột nó giặt như cái mọc vải luôn. Trong Trung Quốc thì nó cũng có những cái chính hãng đó nha anh em, không phải là cái gì Trung Quốc là nó dở đâu ha, nó cũng có những cái chính hãng của nó đó. Đây một cái Hàn Quốc Korea mạ vàng, anh em sử dụng xăng đá hết. À, con này bánh xe sổ chỉ rồi. À, nói chung là mấy cái này hoạt động tốt thôi, sử dụng xăng giá xăng đá thì cũng dễ xài. Ba cái này em giao lưu với anh em là 150, nói chung là lấy tiền vận chuyển thôi anh em, chứ cũng không có lời lớn như thế này đâu. Tiền một tiền phụ thu của nó là về một đồng một cái đó, thì cân nặng nó thì tính ra nó cũng cỡ 50.000 cái à, cho nên em lấy tiền đó thôi. Mã 1 150. Đây
ba cái 150 cành về cho tặng hay là đốt nhang, mồi thuốc đốt nhang, đốt luôn nhà người yêu cũ cũng được luôn. Rồi thêm ba cái này, ba cái gà để mình buro, để mình buro. Con này thì nó không có trái nè, có hai con trái. Sử dụng gà đẹp. Hai con trái. Hai con trái ha. Con này thì không có trái. Đó. Con này không trái nha anh em. Rồi em lấy cái này 120 ba cái. Không có bao ga nha anh em. Ga bọng thì không có bao ha. Mã số 2. 120. Con nặng ba cái này không cũng bằng tiền vận chuyển rồi. Đó thì hiện tại là hai cái trái và một cái không trái, và những cái gà này thì em không có bao ha. Em mà mua về gì đó nó chơi gì đó thì chơi, em giờ em chỉ biết lấy tiền vận chuyển về thôi, bù vô tiền vận chuyển thôi. Rồi đây là một cái con nhôm bắt lighter của Mỹ sản xuất, nhôm 40-50, nhôm khói nha anh em. Con này là nhôm khói, sử dụng bất bột xưa luôn ha, nó sẽ sổ chỉ. Đây nhôm khói, bén. Trọng lượng nó nhẹ nhiều quá. Diêm xăng, kẹt xe. Con này là một cái diêm xăng made in China, mà nó có cái này là nó thiết kế giống như cái thằng Mỹ hồi xưa luôn á nè, cái diêm xăng Mỹ hồi xưa luôn. Và cái con này thì nó hợp đầy đủ hết, nó có giấy tờ đầy đủ luôn. Em nghĩ là nó, con này là nó được đặt cho Trung Quốc, nó gia công nó cho nó rẻ. Này giấy tờ xưa chỉ dẫn luôn ha.
gia công. Cái cách sử dụng ở đây nè, anh em châm xăng vào trong đây nè, ở trong đây nó có một cái bông để nó thấm ngấm xăng, là ở đây trên đầu rồi, đầu đầu này nó có xăng nè. Chấm cho chữ cho anh em. Ở trong đây thì nó thì mình thấy là nó sẽ thấm xăng vào cái đầu này nè, rồi mình quẹt là nó cháy. Cái này anh em thấy made in China chứ, nhưng mà nó là cũng hàng xưa đó nha anh em. Nó được Mỹ, nó lúc trước là có những cái này là của made in USA rồi. Nó có y chang vậy luôn, nó làm kiểu nhựa như vậy luôn. Còn này là nó đóng mộc mà made in China. Là nó được đặt Trung Quốc gia công á, vì nhân công nó rẻ. Đó. Nó sẽ được thấm vào trong cái bông này, và khi mình chọt vô đây nè là xăng được thấm lên cái tem trên này, nó cháy nè, thấy không? Dòng này cũng là nó cũng là mấy dòng cái dòng xưa của Trung Quốc sản xuất, được gia công. Anh em cũng thấy như là những cái hàng mà chuẩn của Trung Quốc đó, thì nó sử dụng cũng khá là ngon lành cành đào nha. Như xe Trung Quốc hồi xưa anh em nhớ, thời điểm xe Trung Quốc mới ra nó 20 mấy triệu một chiếc, chạy tới giờ luôn chắc cũng đây nó có ngọc này. Những cái hãng nhãn hàng Adidas hay là Reebok đồ đó thì cũng đặt, nó cũng đặt xưởng để làm cho Trung Quốc nó gia công rồi nhập ngược về Mỹ, tại vì nhân công rẻ đó, chi phí nó rẻ ra, chứ không phải là đồ của Trung Quốc là đồ lúc nào nó cũng dở nha nè, đồ chính hãng, đồ có đồ riêu rồi này hoàng, chứ không phải là đồ Trung Quốc là đồ phay không ha. Rồi thì hai cái này em, cái này để em test xe cho anh em luôn. Nói chung là nó cũng ok, bây giờ em mua về để sử dụng được. Cái này 150, như con này không là 150 rồi đó, con nhôm khói xưa này 150 là còn bèo quá nè, bán đi lấy tiền vận chuyển cho con. Mã số 3 150. Số 4 là một con đĩa bàn Ronson, bọc bạc dày luôn, nó nhìn như một cục bạc luôn em thấy không, màu bạc lên nước đen thì rồi. Đây Ronson ha. Mỹ. Rồi kiếm cái chữ Sterling, không có sự chữ Sterling cất luôn, bạc khối. Con này nó thường những cái dòng này nó mạ bạc là nhiều. Cái màu nó lên nè. Con này thì hoạt động là ok bình thường. Đẹp luôn bánh xe. Cái này anh em có thể về để trưng bày nó cũng đẹp nè. Chân tủ hoặc là để bàn làm việc, là để bàn phòng khách. Cái này nè, lấy cái này là nó cái con ốc này nè, nó cứng quá em dặn nó không ra. Anh em về thì em sẽ bán cái giá mềm để anh em về anh em tháo cái con ốc này ra để châm xăng ha. Ở đây là ốc đá để ốc xăng, thì cái tay em nó nói chung là cái tay em nó làm đồ nặng không được, nó bị đứt gân á, em siết đồ nặng nó. Con này nó hơi cứng á, cái ốc này hơi cứng, anh em về anh em tháo ốc ra để châm xăng vô. Còn con
con này thì sử dụng nó ok được rồi. Đó. Rồi cái này em để anh em 350. Cái này rẻ hơn cái con Nhật hôm qua nữa, con Nhật hôm qua là em bán 400 rồi đó anh em. Con này là của Ronson ha. Và nó tình trạng của nó là sử dụng bình thường, nhưng mà cái con ốc này thì nó hơi cứng, em dặn cái tay em hơi dặn không ra. Nó em làm đồ nặng không được. Anh em về mạnh tay thì em dặn ra thì châm xăng vô thôi, con ốc xăng này nè, chứ đâu có gì đâu. Con này em bán 350. Con này nằm tầm 300-400 gram á. Số 4 350 350. Rồi, anh em có thể để trưng bày này. Con này là Ronson của Mỹ nha anh em. Con này còn ngon hơn cái con hôm qua của Nhật thôi. Hôm qua của Nhật nó cũng làm cái kiểu như vậy nè, mà con này là của Mỹ luôn hả? Thôi. Nguyên một cục đang thụ lùi như là bạc luôn. Rồi, một con Zippo Titanium Coating, mạ titan ha, hai màu. Sản xuất 2010. Qua sử dụng có dăm có xước. Có dăm có xước ha. Này thì cái màu của nó là nó khá đẹp. Con này thì có dăm có xước. Để mồi thuốc thì cũng khá ok. Ok. Đánh bén. Cặp con này thì mồi thuốc nó khá là đẹp. Thuộc trùng năm 2010. Có nhiều anh em hỏi đồng, em có soạn 3-4 con đồng để anh em lựa con đồng. Đồng xả có, đồng tẩy rơm có, đồng tẩy sơn có, slip rat có. Cho anh em đủ sự lựa chọn được một con Amor 2022. Tình trạng qua sử dụng, Amor bỏ giày nha anh em. Lề lối đẹp ok. Vỏ dày ha, qua sử dụng có xước nhẹ, không cấn mớp ha, góc cạnh là em thấy nó không cấn mớp, có xước sát thì có, sản xuất 2022. Chưa sửa chữa nha anh em. Thuộc trùng năm. Amo vỏ dày ha. 2022 qua sử dụng.
thích dòng quả dày thì chơi con này. Đây một con La Mã HB, chủ đề về cá, qua sử dụng, sản xuất năm 88. Ở đây em thấy nó hơi té nhẹ xíu, nó hơi vuông góc xíu đây anh em. Lề lối thì đẹp. Có dăm có xước nhẹ thôi. Và té một góc đó nó hơi vuông vuông góc vô thôi. 88 ha. Đây, mặt sau nó có xước. Dòng HB nha anh em, dòng HB. Đây nó có xước ha. Còn góc cạnh thì đẹp. Có một dấu một điểm ngã. Nó hơi vuông vuông góc này này nè. Rồi ngoài ra là dòng có xước của dòng HB. Con này thì zin nguyên bản luôn. Cốt lề thì chưa có canh chỉnh, chưa thay thế gì hết. Con này là nguyên bản luôn thấy chưa? Có xăng luôn. Bánh bén luôn. Âm cũng hay á. Âm cũng hay đó nè. Chưa sửa chữa luôn nha. Con này để em vệ sinh sao cho anh em. Ruột 88 trùng. Rõ bạch ha, chứ không có phải mờ giai đoạn. Chưa sửa chữa. Tổng thể con này thì khá ok. Có xước có dòng HB thôi. Nguyên zin, zin tích cái cốt lề luôn. 88. Mã số 7. 550. Đây một con này là một con xả sơn, đầu bò dán thêm. Đây một con xả sơn đầu bò dán thêm ha anh em. Dành cho những anh em mà thích dòng Marlboro đầu bò. Marlboro lông ho. Gọi là đầu bò thì những cái con đó thì hiện tại bây giờ nó giá năm hai củ mấy lần dùng Marlboro quá anh em. Chơi anh em chơi thì theo cái khả năng của mình. Con này thì nó là một cái con xả sơn tĩnh điện. Đây bên trong nó vẫn còn lớp sơn này nè. Con này là xả sơn tĩnh điện ha. Thì vỏ của nó như là một cái con vỏ đồng bình thường thôi. Lề lối đẹp nè. Góc cạnh đẹp luôn ha. Sản xuất năm 96. Đầu bò dán thêm nha anh em. Con này thì cái ruột cũng đã được spa luôn nha. Cái ruột được spa luôn nha anh em. Ruột trùng 96. Đã được spa ruột ha. Vỏ ruột thì được spa cho nó đẹp đẽ, cho nó tông xuyên tông luôn. Và chủ đề này là em lên dán anh em, em lên đầu bò dán nha. Cũng hay. Rồi con này giao lưu với anh em 600. Đồng xã sơn tĩnh điện nha anh em. 5678 600. Đây một con lề số.
con này là solid brass luôn, sản xuất 2023, ruột vàng. Đây, 2023 ha, và được cắt laser tại Việt Nam, chủ đề về rồng. Anh em muốn sáng bóng thì em sẽ lau auto son lại cho nó sáng bóng như vậy nè, còn không thì để cái màu đồng này để nó nhìn nó chuẩn, cái màu đồng đẹp hơn. Đây một con 2023 solid brass qua sử dụng, đây lỗ đẹp ok. Rồi không cấn móp luôn nha anh em. Chủ đề được khắc tại Việt Nam ha, chủ đề full nắp. Cảnh bé. Xe còn đang tụi lùi. Lục trùng năm 2023. Con này là Brazil nha anh em, không phải hàng sản. Brazil luôn. Đồng thì chơi đồng. Không cấn móp luôn. Dành cho anh em chủ rồng luôn ha. Con này lau auto son lại nè, muốn sáng bóng thì lau auto son lại thôi. Con này là Brazil, mã số 56789 430. Tiền khắc full nắp này không có 100.000 đó nè. Cái tiền khắc mà full nắp này không là cả 100.000 á, nó khắc dạng 3D á. Rồi em lên một con này là con xả rơm nè. Đó, anh em nào thờ quan nhị ca thì chơi zip này. Là thích cái tính của quan nhị ca thì để đây. Con này mọi thứ cũng hay, hay là có để mình trưng bày. Chủ đề được cũng được khắc là Việt Nam luôn nè anh em. Rồng cũng may quan nhị ca sản xuất năm 92. Con này là xả rơm nha anh em, và được khắc laser tại Việt Nam ha. Con nào em cam kết chủ đề zin với anh em thì em sẽ cam kết, con nào thì em có sao em nói vậy ha. Con này tổng thể thì cũng đẹp luôn, 92. Chưa sửa chữa luôn nha anh em, nó là chỉ là xả chrome và chủ đề khắc tại Việt Nam thôi. Con này ruột mờ giai đoạn cũng bít xước nguyên zin chưa sửa chữa. Ơi. 600 luôn. Mã số 10.
lên một con Brad. Con này là Brad luôn nha anh em. Chủ đề về camel luôn ha. Sản xuất năm 97, qua sử dụng và chưa spa ha. Lề lối nè. Phất keo luôn. Đây có hơi té nhẹ ở đây thôi, nó có dấu nhẹ thôi. Còn đây là đẹp không có mớp. Có dâm nhẹ thôi nè. Nói chung là có dâm nhẹ thôi, không có cấn mớp nặng nha. Còn mấy con đồng này thì có cấn mớp thì cũng xử lý nó dễ, nhưng mà cái con này thì còn phản phấn lớp keo. 97 ha. Cũng hay, con này Brazil nha anh em, không phải hàng xả nha. Con nào hàng xả sơn hay xả rơm gì em sẽ báo rõ cho anh em, nên anh em cứ yên tâm vấn đề. Con này ruột lệch 98, vỏ 97, ruột 98. Brazil nha, chưa sửa chữa luôn. Chủ đề camel ha, chủ đề cũng nhiều anh em chơi sưu tầm từ camel. Mã 11 800, con này solid brass nha anh em. Solid brass nó có hai loại, một loại có mọc solid brass và một loại là không có mọc ha. Đây, hôm qua đang quay cái con này là nó giữa chừng nó có sự cố nên em cắt bỏ đó. Đây cái bút giai đoạn 8 bit để vô cái những cái dòng gauntlet này thì nó tôn lên cái vẻ sang trọng hơn. Em con Slim. Và con này là một con Slim Canada nha anh em. Con là con Slim Canada 87. Không cấn mớp gì hết ha. Con này thì theo em nhận định á là nó chưa có chăm xăng sử dụng đâu anh em. Em nhìn cái bánh xe của nó nè, nó đang thùi lùi luôn, nhưng mà nó có xước. Xước này á thì không phải là có thể là sử dụng mà nó mới bị đâu. Nhiều khi anh em cầm ra anh em sưu tầm á, mở ra mở vô. Theo em thôi, cái nhận định này theo em thôi, nhưng mà cái vấn đề là của anh em nhận định và cái giá cả em đưa ra thì anh em ok thì anh em mình chơi. Còn riêng em thì theo cái nhận định của em thôi nha. Cái điều nhận định cuối cùng vẫn là của anh em. Ontario. Như là đọc quanh Ontario. Xe nó đang thụ lùi như vậy. Cái con này mà nó nếu ví dụ nó không có bị xước buồng đốt á, cái xước thành nắp với buồng đốt á, thì giá căn cứ nó phải có bút này ở ngoài thị trường không là 400-500 ngàn. Cái bút này á, bút của dòng 8 bit, dòng riêng của cái dòng Gauntlet á, cái dòng mạ vàng là cái bút này nè, bút có giá trị khá cao. Nếu cái này mà nó con này mà nó không bị xước thành nắp và thành buồng đốt á, với tổng thể như vậy á, với tình trạng như vậy á, thì con này phải nằm tầm cỡ 2 triệu. Dòng Canada thì nó mắc rồi, anh em biết rồi, nó gấp 3 lần
tới 3 lần luôn á, với thằng Mỹ. Con này cái do nó thành nắp nè, thành nắp nó có xước nè, thành nắp nè, thành buồng đốt nó có xước nè. Thấy bánh xe với lại con bớt rồi này nọ chặn xăng được ốc đá luôn, ngay cái con ốc đá luôn không có tiền vết luôn. Con này không bị xước thì nó nằm tầm có 2 triệu. Con này tình trạng vậy thì 1,6 triệu. Giao lưu 1,6 triệu kèm bút như vậy, anh em có thể để trưng bày. À, tình trạng nó như vậy ha, tình trạng nó như vậy nó mới có giá tầm giá này nha anh em. Cái dòng Slim Canada này cũng không có rẻ đâu ha. Nói về cái dòng Zippo mà của Canada thì nó nói chung thì nó không có khác cái gì về cái kết cấu hay là mẫu thiết kế hay là của Mỹ á. Nhưng mà tại vì nó bây giờ hiện tại là nó không còn sản xuất nữa, thành ra nó làm cái giá trị của con Zippo của Canada nó cao hơn. Chứ thật chất ra thì nó không khác gì cả. Mà đó giờ thì anh em cũng biết rồi, cái dòng Canada thì nó mắc gấp 3, gấp 4 lần có luôn. Đừng nói mắc gấp 2 lần. Hả 12, 1,6 triệu. Anh em chơi thì anh em cũng biết chứ không phải là em nói thêm nó bớt gì. Nói chung thì cái hợp lý giá, hợp nhãn của mình, hợp lý giá thì anh em mình chơi một con rep 35 HB bút rep đầy đủ. Anh em. Và không chặt gốc luôn. Dòng rep 35 này thì nhìn ra nó cũng là một cái con đặc trưng của nó là cũng là một con chặt gốc. Con này chưa qua sử dụng nhưng mà nó cũng có shooter nha anh em. Shooter nhẹ. Chuẩn đời, chẳng là chưa chăm xăng lên lửa gì nha, đường hỏa đá vô luôn. Của khách mới thu của khách, nói chung là cũng trao đổi. Rep 35 HB ha. Mọi anh em nhìn cái con chrome phai xước thì nó nhiều lắm, cái dòng này. Con HB này nó cũng ít nè. Và đời 2011 cũng là đời số nó cũng thấp chứ không có cao dòng sau này. Mình nhìn nó liệt lạc hơn những cái dòng sau này. Rep 35 thì anh em cũng biết là nó xuất hiện đầu tiên năm 2007. Thì những cái con 211 này nó cũng là dạng đời đầu chứ nó không phải là đời thấp đâu nha anh em. Nên mình em chia sẻ như vậy để cho anh em đừng có so sánh về cái dòng của nó sau này. Sau này nó nhìn không liên lạc bằng. Con đầu tiên của Rep 35 là nó 2007 nó xuất hiện. Con này thì em giao lưu 800. Cho anh em thích dòng replica có bút rep luôn nha anh em. Này không chặt gốc và nó là nền HB chứ không phải là nền chrome suit.
số mấy rồi? 11, 12, 13. 13800. Con này cũng thuộc dạng đời đầu quá chứ không phải là ấy. Rồi, em lên một cặp luôn anh em. Một cặp cùng chủ đề. Bút 8X. Và cả hai là sản xuất năm 85 hết. Để dành cho anh em sưu tầm luôn. Một con mọc ngược, con lớn là mọc mọc ngược. Regular là mọc ngược, còn slim là mọc thuận ha. Đây, đều cả hai em đều sản xuất năm 85. Bên 3, bên 2 vạch sắt. Và cái chủ đề thì thuộc quần đảo Hawaii, một quần đảo du lịch và cũng là một quần đảo thuộc về quân sự. Và anh em có thể là tìm hiểu thêm trên Google, anh em tra cái quần đảo này ra, đảo Hawaii. Thì riêng cái con zip trên Zippo chủ đề thì về Hawaii nó rất là nhiều. Tại vì nó cũng là một cái địa danh. Cũng là địa danh quân sự, địa danh du lịch nên nó cũng có được nói chung là Zippo ái nó ra rất là nhiều những cái chủ đề về liên quan về quần đảo Hawaii này. Và cái chủ đề này á thì đây là một cái công nghệ sơn trồng sơn, viết tắt là TYC, hay còn gọi là cái tiếng Anh đầy đủ của nó là Tow and Country. Anh em thấy em đọc tiếng Anh như xó mà tiếng có tiếng không. Nó công nghệ của nó là của thời xưa, là cái công nghệ TYC này á, là nó thập niên 50 lận. Thì cái công nghệ của nó thì em mô tả sơ về cái công nghệ của nó là nó sẽ khắc một cái nền như vậy nè, khắc ăn mòn ha. Nó khắc ăn mòn cái nền hình chữ nhật này đi nha. Rồi nó sẽ đổ sơn, nó chồng lên nhau để nó ra cái chi tiết này. Ví dụ như là một cái nền xanh trước thì nó sẽ phủ nó một cái nền xanh lên, xong rồi nó sẽ cho phủ những cái chi tiết, cái màu lên, nó đắp, nó chồng lên nhau để nó ra cái chi tiết là một cái hình, một cái bức tranh như vậy. Để công nghệ của nó làm rất là, công nghệ đó là rất là phức tạp. Và hiện tại cái dòng TNC mà cái dòng thập niên 50 ấy, hiện tại là bây giờ dân sưu tầm họ chơi rất là, đang săn lùng rất là nhiều, và cái giá trị của nó rất là cao. Về cái dòng sơn trồng sơn, viết tắt là TNC đó, thì hai con này nó sử dụng cái công nghệ đó, nó cắt cái nền như vậy nè, rồi bắt đầu cái sơn màu á, cái màu sơn nó sẽ chồng lên nhau, nó phủ, nó chồng lên nhau. Mà không phải là nó phủ nhiều lớp sơn á, để nó ra những cái chi tiết, ra một cái bức hình như vậy á nè. Anh em có thể là tra trên cái Google của mình để hiểu rõ cái vấn đề mà nó làm cái công nghệ đó như thế nào, và nó phức tạp như thế nào, và nó tốn công như thế nào, thì anh em sẽ hiểu được. Bởi vì bây giờ cái dòng Zippo nó cái giá trị nó cao, nên anh em cứ mô tả cho anh em để anh em hiểu tại sao anh em thấy nó, ủa nó chỉ cái sơn bình thường thôi nhưng mà tại sao nó giá trị nó cao như vậy. Thì đó em sẽ chia sẻ những cái vấn đề mà em biết tới đâu thì em chia sẻ tới anh em tới đó, tại sao mà nó cao như vậy. Chứ không phải nó dạng in hấp nhiệt đâu nha anh em. Nó in hấp nhiệt lên một cái hình, ra một cái chi tiết đó thì nó lại khác, là cái công nghệ đó. Còn cái công nghệ này á, là nó sẽ cắt ăn mòn cái viền, cái nền hình chữ nhật này, và sơn á, nó sẽ chồng phủ lên nhau để nó ra những cái chi tiết, ra một cái hình như vậy ha. Chứ không phải là như một cái lớp sơn hấp nhiệt hiện tại bây giờ mà nó phủ lên là nó in lên đâu. Nó đơn giản hơn là cái công nghệ này. Em đã mô tả sơ cái về cái công nghệ đó, thì anh em có thể là anh em tra cái Google á, lên Google anh em tra thì sẽ rõ về công nghệ đó hơn là em nói ở đây. Công nghệ đó hiện tại bây giờ đó, nó nằm chỉ có, nó xuất hiện đầu tiên là trên dòng Zippo á, là dòng thập niên 50 thôi. Hiện tại thì bây giờ giá trị của nó sưu tầm cũng là anh em chơi cái dòng đó, quay ngược trở lại chơi cái dòng đó là làm cho cái giá trị của nó khá là cao. Con này nó có sức nhẹ thôi nha.
sức nhẹ ha, khá là ít thôi, sức nhẹ một vài điểm, khá là ít. Nói chung là cái mặt trước thì em thấy nó là ok. Quay mấy cái con HB này em cũng rung tay lắm chứ, rớt rớt cái hay là mình để cái khăn này nó đi có ấy, nó sẽ để xước vết xước khá là khó chịu. Cái con này nó cũng có xước nhẹ thôi anh em, có xước nhẹ. Của dòng xưa cái ốc tán nó đã bị oxy hóa rồi nè, nên xanh 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 nó là bị oxy hóa rồi. Cái con này thì thành nắp, thành bùn đốt thì nó chưa có xước gì hết, nhưng mà bên trong thì nó khá đẹp, và bên ngoài thì nó có một vài điểm xước tơ. Cái màu ruột chuẩn 85, ruột trùng ha anh em. Và cái này em chỉ giao lưu với anh em là giao lưu một cặp chứ em không có xé lẻ. Rồi cái này là để những anh em ta trưng bày, ta sưu tầm thì có. Nói chung là độ hoàn hảo cũng cao chứ không có thấp nha anh em, có xước. Đó là có xước nhưng mà vài điểm xước thôi, chứ không phải là xước xước bấy nhầy ha. Độ hoàn hảo cũng cao. Vài điểm xước tơ, xước lông mèo ra cái giấy, cái giấy của dòng xưa luôn, dòng 7-8 biết. Giấy này hướng dẫn sử dụng thôi, nó liệu giấy luôn. Đó bụng rung tay dưới đây, em tới giới thiệu con Slim đó. Đây Slim cũng giấy tờ đầy đủ luôn. Nói chung là anh em chơi sưu tầm trưng bày thì cái cặp này thì nó đáng để anh em chơi, nó cùng một cái chủ đề về cái hòn đảo Hawaii ha, quần đảo Hawaii này, liên quan tới vấn đề lịch sử chiến tranh, cũng có du lịch này nổi tiếng rồi, khỏi nói luôn. Nói chung là chủ đề này nó khá nổi tiếng. Con Slim này nó cũng đẹp đấy anh em, mặt trước em thấy cũng đẹp. Cái dưới mông của nó thì nó có hơi xước xước do nó không có bỏ bọc quá anh em, và nó để trong cái hộp này nè, nó xước do cái phần hộp nhựa này nè, nó hơi xước xước nhẹ dưới phần mông thôi. Đẹp à, con này đẹp à. Như cái vân này anh em thấy như vậy là cái lớp rơm nó ha, chứ không phải bị xước đâu nha anh em. Đây anh em thấy nè, cái vân của cái lớp rơm á, chứ không phải là bị xước tơ đâu, nhìn xước tơ là biết liền à. Rồi con Slim này nói chung là em thấy nó đẹp, hoàn hảo cao hơn cái con Rubula nó cũng hoàn hảo, nhưng mà nó có một vài vết xước tơ như lông mèo á. Rồi cả cặp này đã giấy tờ luôn nè anh em, giấy hướng dẫn sử dụng bút tâm biết. Đây một cặp anh em chơi tem này, tem hồi xưa luôn. Đó, chơi công nghệ sơn trồng sơn thì cặp này anh em chơi thì em giao lưu với anh em 2,5 triệu, 2,5 triệu cho cặp này, trưng bày thì cực đẹp, bút tám biết, giấy tờ, giấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha, xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký,
like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành, hạnh phúc và những ngày cuối tuần tràn ngập tiếng cười. Rồi xin hẹn tất cả anh em gặp video sau. Xin chào tất cả anh em.